Rồi, kênh Hoa Sứ Tây Ninh xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, cũng chúc một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha mọi người. Bữa nay ở nhà rảnh rỗi mình quay mấy cây sứ rồi cho các bạn mình có đam mê Hoa Sứ mình vô xem cho vui nha mọi người. Đó, mình quay một số cây sứ mini của mình á, với lại mấy cái trái sứ rồi cho các bạn nào mà có yêu thích những cây sứ rồi mình vô cùng mình xem nha. Đó, còn cái này là cây sứ sứ nguyên thủy nè mọi người, sứ thái nguyên thủy nè. Nhìn mặt qua nó cũng đẹp ha, nó nở chùm luôn, nở lâu lắm nay nó nở này cũng hơn nửa tháng rồi nè mọi người, vẫn còn bông quá chừng luôn. Cụ của nó nè, góc nó cũng đẹp ha, tàn lồng tán lồng nó đẹp đó. Này mình để trên cái hồ cá đồ chơi nè. Ở trên đây cái nguyên cái kệ này là mình để mấy cây mini đúng không ạ? Bữa nay mình chủ yếu quay cho vui nha mọi người vào xem chơi cho vui thôi. Đó, các bạn có yêu thích thì mình vào xem chơi cho vui. Đó, hoa kỳ viên nở rất đẹp không ạ? Đẹp không? Tạo dáng. Cây này bữa mình làm mình vô cái chậu mụ, chậu nhựa nè. Còn này cây Somaland. Này Somaland mình trẻ lồng cho nó. Còn đây cây sứ ôm đá rồi, mình cho nó ôm cục đá. Đang chuẩn bị nở bông. Đó, có cây kỳ duyên này tạo dáng đẹp luôn. Rất là đẹp. Chuẩn bị ra bông ở ngay dưới chân cái gốc nè. Còn đây là cái cây sứ mà ông hổng mình là làm tiểu cảnh đó mọi người. Nay bắt đầu nó đâm tược. Đó, tiểu cảnh mini nè. Đó, còn đây là cây sứ mình mới tạo dáng nè, mới tạo dáng bonsai để bàn đó mọi người. Cây này rất là đẹp luôn. Chỗ này là cây tán hỷ luôn, nở qua chùm chùm luôn, nhìn đã không. Mặt qua tấn hỷ này mình cũng khuyên các bạn là mình chơi đừng nên lựa những cái cây mà cánh kép nó nhiều lớp quá, qua nó bự quá thì nó sẽ khó, rất là khó nở nha mọi người. Trừ khi những cây nó tốt á, nó phát triển tốt thì nó mới nở nổi thôi. Những cây mà nó yếu yếu là nó không bao giờ nó nở qua nổi đâu. Mấy cây tấn hỷ này nó khó nở qua lắm, tại vì nó nhiều cánh quá, với lại cái cuốn nó dài nữa nè, nó rất là dễ gục nữa. Bông thì nó đẹp thiệt, nó bự thiệt nhưng mà nó cũng rất là khó nở. Ở đây em xứ người tiết luôn nè, người tiết nó cho đang nuôi hai trái. Chỗ này cây Long Thành, Long Thành dốc thằng thú này. Cũng đang nuôi cặp trái luôn. Cái này qua Cẩm Hồng luôn rồi.
Các bạn có đam mê hoa sứ mình vào xem cho vui nha mọi người. Rất là đẹp ha. Ở đây cây này, cây Long Thành đó mọi người. Long Thành hôm hổm mình nở qua, nó nở kín hết cái tàn luôn nè. Hôm nay nó tàn rụng bông hết rồi. Còn một hai em qua lay que. Lúc này đang mùa dịch bởi vậy đang thất nghiệp mọi người. Hôm nay mà ở nhà luôn chứ không có đi làm nữa bởi vậy. Quay mấy cây sứ cho các bạn mình xem cho vui. Cái này cây Long Thành đó mọi người, cây sứ Long Thành, mình đang làm trái, mình nuôi trái cho nó. Hai, bốn, sáu, tám, mười trái mọi người. Mười trái. Đó, còn cái này là cây sứ thân quái của mình đâu mọi người. Mộp nó nở qua đẹp á, mình có quay cho các bạn mình xem á. Đó, mình đang thụ phấn để mình làm trái, mình lấy giống nè. Trái của nó nè. Cây này qua nó cực kỳ đẹp luôn mọi người. Kỳ duyên bonsai. Đó, còn này mấy cây kỳ duyên của mình rồi. Ở mấy cây này nó nở qua lâu lắm rồi, nở trước Tết tới giờ luôn. Tại nó nhiều nụ á, nó nở hết cái nụ này tới nụ khác nè. Đã không? Kỳ duyên nó nở đứng bông lên nhìn đã. Còn cây này còn nở lâu dữ nữa nè. Cây này nay chắc nở chắc khoảng 3 tháng, 3-4 tháng luôn. Cũ của nó nè. Cây này chuẩn bị mình thay đất nè mọi người, thay chậu mới á, tại vì giờ nó phát triển lớn rồi á. Trong này cái lượng đất nó không đủ để mà mình nuôi cây sứ này nữa. Nó lồi lên nè. Nó đồn đất lên hết luôn à. Đó, này cây thần tài của mình nè. Tái nè. Đó, trái mặt cái ớn rồi. Quá chừng trái. Này em cá chép của mình nó đang bị si, cây nó đang bị si, nó không phát triển được. Ở đây mấy cái hạt sứ mình gieo vô cái mấy cái chậu này lên đó nè. Thank you.
Rồi, cảm ơn các bạn mình đã xem nha. Chúc tất cả anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe nha mọi người.